bỏ điện thoại xuống. Có chuyện gì vậy má? Nè, nghe má nói không? Chị nghe. Đã đến lúc má con mình phải tiến hành thực hiện kế hoạch. Kế hoạch hả? Phải mau chóng tìm đủ mọi cách để chia rẽ, ly gián tình cảm của ba đứa Mận, Lê, Đào, và chúng ta cố gắng tiến hành thực hiện kế hoạch càng sớm càng tốt. Đúng là má của con không hổ danh tí nào. Má mày dễ sợ lắm, bộ tưởng bở.